Bài viết này tác giả xuyên việt đến Pokemon trong thế giới, qua một đoạn thời gian gặp sáng thế thần cũng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, tại Pokemon trong thế giới hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên nhiệm vụ kia nhân vật chính không rõ ràng lắm rồi, mặc sau công bố. Tiểu trí mới sẽ thu phục càng nhiều bảo bối thần kỳ cường đại, con đường mạo hiểm sẽ càng gian nan, nội dung vở kịch càng đặc sắc. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp chớ bắt trước. Bộ thứ nhất Thần cùng ma chiến tranh, Pokemon thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong lịch sử 5.000 năm, từng phát sinh vô số chiến tranh, mỗi một cuộc chiến tranh đều liên lụy đến dân chúng vô tội, bọn họ đều là vì cường đại cùng danh lợi mà khơi mào chiến tranh. Nhưng mà, ở vũ trụ các thế giới bên trong, cũng khó tránh khỏi phát động một hồi to lớn chiến tranh. Chính nghĩa cùng tà ác chiến tranh từ cổ đại xuyên qua đi vào không gian vũ trụ một cái đại ma vương, hắn từng là nhiều triều đại trọng điểm phạm nhân. Nhưng mà, hắn lợi dụng năng lực kiêu ngạo kia thành công thoát khỏi sự truy sát cổ đại. Hắn giả tâm rất lớn, nghĩ đến thống trị toàn vũ trụ. Hiện nay có chín đại thế giới là vũ trụ chi điện, thế giới nhân loại, thế giới Pokemon, thế giới hỏa ảnh, thế giới hàng hải, thế giới hòa bình, thế giới thiên chi, thế giới địa chi và thế giới thắng lợi. Nhưng mà, vũ trụ chi điện là trong toàn vũ trụ quyền vị cao nhất một cái thế giới, cũng chính là quản lý rất nhiều thế giới thần thánh lãnh địa. Mặc dù là quản lý, nhưng kỳ thật là bảo vệ những thế giới này, cùng những thế giới này liên hệ chặt chẽ, không có phân chia mạnh hay yếu. Cái này từ cổ đại trốn tới vũ trụ không gian đại ma vương tự xưng mình là ám đế, năng lực của hắn phi thường cường đại, đã vượt xa sáu đại thế giới giới vương năng lực. Sáu thế giới lớn Thế giới bóng lửa, thế giới hàng hải, thế giới hòa bình, thế giới trên trời, thế giới dưới đất và thế giới chiến thắng. Tuy nói hắn muốn thống trị toàn vũ trụ, nhưng bằng lực một người của hắn lại là phi thường khó khăn. Hắn ngay tại vũ trụ này bên trong sáng tạo một cái thế giới khác. Hắc ám thế giới, sau đó liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đúng lúc này, vị thần sáng tạo trong thế giới Pokemon Tater, còn được gọi là Lasius, nở ra từ một quả trứng khổng lồ với ánh sáng bảy màu tuy nhiên, cái bóng của nó đã được sinh ra, và thật không may, a -U đã không biết điều đó, khiến cái bóng của nó trở nên xấu xa. Đang chờ a -U sinh ra người chính là vũ trụ chi điện đế hoàng, ở bên cạnh hắn còn có một vị mặc quần áo màu trắng trung niên nhân. Sáng thế thần, hắn là nhân loại sáng thế thần, mà a -U thì là Pokemon trong thế giới sáng thế thần. Ha ha! Chúc mừng, hoan nghênh người sinh ra, a nhĩ -U. Đế hoàng chúc mừng nói. Ta. Ta, A Nhĩ Dơ -ja Us. A Nhĩ Dơ -ja nghi ngờ hỏi, vừa mới sinh ra A cha chơ không hiểu gì cả, cũng không biết tại sao lại sinh ra. Đúng vậy, ngươi chính là thần sáng thế trong thế giới thần kỳ bảo bối, ngươi chính là trong vạn vật lựa chọn duy nhất một cái, ngươi ở trong thế giới thần kỳ bảo bối đảm nhiệm trách nhiệm rất lớn. Cho nên, ta hiện tại liền đem ngươi toàn bộ trí nhớ cùng năng lực đều truyền tống cho ngươi tại sao muốn ngươi cho ta ký ức cùng năng lực a tơ trở nên cảnh giác ha ha tính cảnh giác rất cao không sai yên tâm đi đây đều là thuộc về ngươi ngươi thu hoạch trí nhớ cùng năng lực đều là phụ thân của ngươi chuyển giao cho ta để cho ta tại ngươi sinh ra ngày đó tất cả đều truyền cho ngươi đế hoàng nói phụ thân của ta chúng nó đều đi nơi nào tại sao lại để cho ta đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề như vậy Zeus truy vấn đến. Đúng vậy, phụ thân và đồng bọn của ngươi đều ở một nơi khác, nhưng ngươi là người duy nhất trong các chủng tộc có thể đảm nhiệm trách nhiệm này. Hiểu rồi, cẩn thận nghe đế hoàng phân phó. Zeus nhớ lại tất cả ký ức rồi nói với đế hoàng. Tốt, từ nay trở đi ta lại có thêm một vị cường tướng. Đế hoàng nói xong liền cùng Trung Niên Nhân cùng với a u trở về vũ trụ chi điện. Tuy nhiên, trên một hòn đảo khác, cái bóng của a cha chờ được sinh ra một mình sự ra đời của nó không có ai chờ đợi nó nhưng vào lúc này khắp nơi chiêu binh mãi mã ám đế tận mắt nhìn thấy hết thảy hắn biết a -u bóng dáng có cỡ nào cường đại cũng chính là hắn cần một gã cường tướng chúc mừng chúc mừng hoan nghênh ngươi sinh ra hỗn độn ám đế nhiệt tình nói ta ta gọi là hỗn độn hỗn độn a -u cái bóng đúng vậy Ngươi vốn là thần sáng thế trong thế giới Pokemon, nhưng ngươi bị cái bóng của ngươi. A-dơ-u hãm hại, vị trí thần sáng thế của ngươi bị nó cướp đi. Ám đế nói những lời này để kích thích hỗn độn vừa mới sinh ra. Ta, ta cư nhiên bị nó hãm hại, ta không cam lòng, ta muốn báo thù. Hỗn độn phẫn nộ, mà Ám đế đã biết thực hiện được. Tốt, có muốn đi theo ta hay không, để ta trợ giúp ngươi đi đem thuộc về ngươi hết thảy cho đoạt lại? ám đế mở ra rèn sắt khi còn nóng công kích ừ ta nguyện ý đi theo ngươi hỗn độn nói tốt hỗn độn ta hiện tại ban cho ngươi một loại năng lực ngươi đạt được năng lực của ta về sau là có thể sáng tạo ra càng nhiều hắc ám thần kỳ bảo bối như vậy đối với ngươi sau này đoạt về hết thảy của ngươi rất có trợ giúp ám đế nói xong liền đem hắc ám lực truyền cho hỗn độn hỗn độn thu được hắc ám chi lực về sau liền bắt đầu sáng tạo ra rất nhiều hắc ám thần kỳ bảo bối sau đó cùng ám đế tiếp tục ở cái này rộng lớn trong vũ trụ chiêu binh mãi mã năm trăm năm sau vũ trụ chi điện hoàng tử ra đời chúc mừng đế hoàng chúc mừng đế hoàng hoàng hậu thành công sinh hạ một hoàng tử thần y báo tin vui đế hoàng chúc mừng a à. sáng thế thần cùng a nhĩ zeus cùng chúc mừng ha 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 được. Truyền lệnh xuống, nói cho giới vương các thế giới, vì con ta sinh ra mà tổ chức thịnh yến. Đế hoàng cao hứng nói. Tuân lệnh. Sứ giả thế giới nói. Tuy nhiên, trong một hai năm này, các thế giới đều tổ chức đại tiệc. Thiên sứ của điện vũ trụ cũng sinh ra một công chúa. Theo đó, hỏa ảnh thế giới giới mẫu. Giới vương thê tử sinh hạ một gã thái tử, hàng hải thế giới giới mẫu sinh hạ một gã thái tử, tuy nhiên, còn có hòa bình thế giới, thiên chi thế giới, địa chi thế giới và chiến thắng thế giới giới mẫu đều sinh hạ một thái tử, điều này sẽ làm cho toàn vũ trụ đều tràn ngập vui mừng. Cùng lúc đó, một đứa bé sinh ra từ thế giới chưa biết đang lang thang, phiêu đảng khắp các thế giới. Sau đó bay tới rìa thế giới hắc ám, vừa vặn có một vị thần thiện lương nhìn thấy và nuôi dưỡng đứa bé này. Chuyện này thiện lương chi thần bẩm báo cho đế hoàng, đế hoàng cũng rất đáng thương đứa bé này, vì thế liền giao cho thiện lương chi thần quyền nuôi dưỡng để thiện lương chi thần hảo hảo nuôi dưỡng đứa bé này trưởng thành thần thiện lương đặt tên cho đứa bé là quý uy luôn giáo dục đứa bé này tư tưởng thiện lương chính nghĩa cứ như vậy qua sáu năm bất hạnh chính là tại quý uy vừa tròn sáu tuổi thời điểm dưỡng mẫu của hắn thiện lương chi thần bị ám đế cho sát hại hơn nữa quý uy rơi vào ám đế trên tay nhưng ngoan độc ám đế không có đem quý uy cho chết mà là đem hắn bồi dưỡng thành một cái sát nhân ma. Hắn, chính là Quý Uy, từ sáu tuổi lên liền đi theo ám đế, dần dần, tâm của hắn đã thập phần tà ác, đã không còn có thiện lương cùng chính nghĩa chi tâm, hắn đã đem ám đế coi là phụ thân của mình, chậm rãi đã biến thành một hắc ám sát nhân ma. Khởi bẩm đế hoàng, thiện lương chi thần truyền đến tin tức. Sứ giả truyền tin nói. Trình lên. Đế hoàng nói. Vâng sứ giả truyền tin đem tin tức thiện lương chi thần đưa cho đế hoàng đế hoàng theo đó mở tin tức ra đây chính là thiện lương chi thần sử dụng tín niệm phát tin tức đế hoàng ngươi cần phải cẩn thận a à, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái hắc ám thế giới thế giới này có một cái đại ma vương hắn gọi là ám đế còn có một con cùng thần Zeus dáng dấp rất giống hắc sắc thần kỳ bảo bối cái kia ám đế giống như gọi nó hỗn độn vừa rồi Bọn họ phát hiện ta cùng hài tử của ta tại hắc ám thế giới biên giới, liền đối với ta hạ độc thủ, mà hài tử của ta. Quý Uy đã bị hắn bắt đi. Đây là ta dùng cuối cùng một chút tín niệm truyền tin tức, van cầu ngươi, cứu cái này đáng thương hài tử đi. Thần thiện lương, thần thiện lương. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cứu hắn ra. Đế Hoàng phẫn nộ nói, thần sáng thế, thần Zeus, đi điều tra thân phận ám đế và hỗn độn cho ta tuyệt đối không thể để bọn họ nguy hại vũ trụ. Tuân mệnh. Sáng thế thần cùng A Nhĩ Zeus nói. Chẳng mấy chốc, vì thần sáng tạo và thần A Cha Chơ đã tìm ra. Khởi bẩm đế hoàng, ám đế chính là nhân phạm trọng điểm của các triều đại cổ đại, thực lực của hắn rất mạnh, mỗi lần đều có thể từ trong tay các quốc vương dễ dàng đào thoát. Nhưng bởi vì như vậy, mới nhiều lần trở ngại giả tâm thống trị toàn vũ trụ của hắn, bởi vậy, hắn lợi dụng không gian lực đi tới không gian vũ trụ, hơn nữa sáng tạo thế giới hắc ám, nhưng hắn chỉ có sáng tạo một cái thế giới mà thôi, nếu như thế giới kia hủy diệt, hắn liền không cách nào sáng tạo lại. Đế hoàng, hỗn động này chính là tại hạ cái bóng, tại 500 năm trước, thần sinh ra không chỉ là đơn độc sinh ra, mà thần cái bóng cũng sẽ theo đó sinh ra. Bởi vì lúc trước không có chú ý tới, mà làm cho nó bị ám đế lợi dụng, vì ám đế sử dụng, vì hắn cống hiến. Đáng chết, lúc trước sơ sảy, bị đại ma vương này xông vào lại không biết, còn để cho hắn lừa hỗn độn vì hắn phụng mệnh. Biểu tình đế hoàng trở nên nghiêm túc, truyền lệnh xuống, thông tri các giới vương, tăng cường cảnh giác cùng phòng bị, ngàn vạn lần không thể lại bị ám đế đại ma vương này thực hiện được. Vâng, các vị thần nói. Cứ như vậy cảnh giác 500 năm. Thần cùng ma chiến tranh lúc này ám đế binh lực đã rất mạnh, hắn bắt đầu tập kích các thế giới đầu tiên cái thứ nhất thế giới. Hỏa ảnh thế giới Báo hỏa ảnh thế giới giới vương phát ra tín hiệu cầu cứu, hỏa ảnh thế giới đang bị ám đế tập kích. Sứ giả thế giới bẩm báo Báo hàng hải thế giới, hòa bình thế giới, thiên chi thế giới, địa chi thế giới cùng thắng lợi thế giới đều lục tục bị ám đế tổ chức tập kích. Một cái khác thế giới sứ giả bẩm báo. Đế hoàng bất đắc dĩ nói, sáng thế thần, người mau đưa hoàng tử, con gái của thiên sứ cùng với thái tử của lục đại thế giới an toàn đưa đến thế giới loài người sau đó trợ giúp bọn họ an bài trong các gia đình trợ giúp bọn họ đầu thai hơn nữa phong ấn năng lực của bọn họ chờ thời cơ chín mùi lại đưa bọn họ đến thế giới thần kỳ bảo bối để cho bọn họ tu luyện thật tốt bởi vì cứ như vậy mới có thể tạm thời ngăn cản được sự truy sát của ám đế tổ chức tương lai của chúng ta phải dựa vào bọn họ giải thích sáu đại thế giới hỏa ảnh thế giới, hàng hải thế giới, hòa bình thế giới, thiên chi thế giới, địa chi thế giới, thắng lợi thế giới. Sáng thế thần theo đó đi tới các thế giới đem sáu đại thế giới thái tử cùng hoàng tử, thiên sứ nữ nhi an toàn đưa đến nhân loại thế giới đồng thời đều trợ giúp bọn họ đầu thai. Họ tên ở thế giới loài người. Hoàng tử vũ trụ chi điện Trần Bân, con gái của thiên sứ vũ trụ chi điện Trần Vân Hà, thái tử của họa ảnh thế giới Trần Quang Phát thái tử của thế giới hàng hải trần thanh tuyền thái tử của thế giới hòa bình hàng quang minh thái tử của thế giới thiên trần quản huy thái tử của thế giới địa trần vĩ thái tử của thế giới thắng lợi trịnh hưng viện sau đó một hồi thần cùng ma chiến tranh bùng nổ dễ dàng chiếm lĩnh hòa ảnh thế giới hàng hải thế giới hòa bình thế giới thiên chi thế giới địa chi thế giới cùng thắng lợi thế giới ám đế hiện tại hắn kế tiếp mục tiêu vũ trụ chi điện chỉ cần thành công chiếm lĩnh vũ trụ chi điện, hắn có thể dễ dàng ra vào thế giới loài người, thế giới Pokemon và chiếm lĩnh thế giới loài người và thế giới Pokemon. Như vậy, hắn cái kia thống trị toàn vũ trụ giả tâm liền thực hiện, nhưng mà vũ trụ sẽ vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Ngôi đền của vũ trụ. Thời điểm quyết định tương lai. Bẩm báo đế hoàng, hoàng tử, thiên sứ công chúa cùng với thái tử của lục đại thế giới đã thành công sinh ra trong thế giới loài người hy vọng bọn họ đều có thể bình an vô sự a à, đế hoàng lo lắng nói. Bẩm báo, sáu đại thế giới đã bị ám đế chiếm lĩnh, may mà là, sáu đại giới vương thành công trốn thoát, hiện tại đã đi tới vũ trụ chi điện, nhưng là bọn hắn đều bị thương. Giơ Us nói, tốt, có thể chạy ra đã là tốt rồi. Địa hoàng tiếc núi lục đại thế giới đã mất đi. Triệu hồi lục đại giới vương vào điện. Vâng. Sáng thế thần nói mời sáu giới vương vào điện tham kiến đế hoàng lục đại giới vương đi tới đại điện lúc này thiên sứ cũng đi tới bên cạnh đế hoàng mau mau miễn lễ thật đáng tiếc kiếp nạn này rốt cuộc vẫn xảy ra muốn cứu vớt toàn bộ vũ trụ chỉ có thể dựa vào con cái của chúng ta chúng ta bây giờ phải dùng hết năng lực lớn nhất đối kháng ám đế quyết không thể để cho hắn thực hiện được đế hoàng kiên định nói đúng chúng ta nhất định sẽ dùng hết năng lực bảo vệ vũ trụ của chúng ta tuyệt đối sẽ không để ám đế thực hiện được lục đại giới vương thập phần nghiêm túc tốt chuẩn bị bày trận đế hoàng nói thiên sứ đến đây đi chuẩn bị tác chiến báo ám đế ám đế cùng thủ hạ của hắn đã đi tới vũ trụ chi điện ám đế toàn quân nghe lệnh lập tức ra ngoài nghênh địch đế hoàng nói tuân lệnh Toàn quân nói. Vũ trụ rất nhanh chính là của ta, ta rốt cuộc đợi được giờ khắc này, ha 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 ha. Ám đế cao hứng nói. Ám đế đại nhân, chúng ta đã tới vũ trụ chi điện. Hỗn độn nói. Tốt, lập tức phát động công kích. Ám đế nói. Tuân mệnh. Hỗn độn liền đi triệu tập tất cả thủ hạ chuẩn bị tiến công. Quý uy. Ám đế kêu lên. Có, ám đế đại nhân. Quý Uy nói, lập tức cùng hỗn độn tấn công vũ trụ chi điện. Ám Đế ra lệnh, tuân lệnh. Quý Uy liền đi cùng hỗn độn triệu tập binh lính, Đại Tráng, chuẩn bị xong chưa? Báo cáo Đại tướng quân, đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể tấn công. Đại Tráng nói, được, chuẩn bị sẵn sàng. Quý Uy nói, a à, ha ha ha. Ám Đế, ngươi rốt cục đã tới a, à, Đế Hoàng cười nói đế hoàng nhanh đem bảo tọa của ngươi tặng cho ta đi sáu đại thế giới của ngươi đều đã bị ta chiếm lĩnh ha 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 ta không có khả năng dễ dàng đem bảo tọa nhường cho ngươi giả tâm của ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện vậy đừng trách ta không khách khí ám đế phát động công kích chúng tướng nghe lệnh lập tức tấn công vũ trụ chi điện giết hết bọn họ cho ta quy uy vừa mới lên tiếng tất cả hắc ám thần kỳ bảo bối cùng binh lính đều bắt đầu tiến công chúng thần tướng vì vũ trụ của chúng ta vì gia viên của chúng ta vì hòa bình của chúng ta tiêu diệt những thế lực hắc ám kia đi xông lên cứ như vậy những người lính của tổ chức bóng tối bắt đầu một cuộc chiến lớn với những người lính vũ trụ những pokemon bóng tối và những pokemon yêu chuộng hòa bình hắc ám liệt không tọa lòng lân chi nộ hỗn độn chỉ huy liệt không tọa đạt khắc lai y ác mộng thần ác chi ba động Quý Uy cũng chỉ huy Pokemon của hắn. Rai Latina, vị thần đảo ngược, Thiên Long Meteo, Paluchi, vị thần của không gian, Magma Storm, Imperial Tup vị thần của thời gian, Tam Tù lôi mổ, ám hắc tù lôi mổ, diễm bạch tù lôi mổ, bạo phong tuyết. Sáng thế thần phát ra mệnh lệnh. Lục đại giới vương, thiên sứ, sử dụng bắt đầu thất tinh, lập tức bắt đầu bày trận. Tuân mệnh lục đại giới vương cùng thiên sứ bắt đầu bày trận. Không cho các ngươi thực hiện được. Xem ám ma lực của ta. Ám đế bắt đầu ngăn cản, không cho bắt đầu thất tinh phát động thành công. Ám đế, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao, vũ trụ chi lực. Để hoàn thành công phòng ngừa ám đế công kích. Hoàng đế, bắt đầu thất tinh đã hoàn thành, ngươi bắt đầu tiếp nhận năng lượng của bắt đầu thất tinh, tiến hành phong ấn cuối cùng đi ta lập tức bắt đầu. Đế hoàng nói, sẽ không để cho ngươi thành công. Ám đế lớn tiếng nói, "Sáng Thế Thần, A Nhĩ Dơ -us, ngăn cản Ám đế công kích." Đế hoàng nói, rõ ràng. Sáng Thế Thần cùng A Nhĩ Dơ -us nói, "Ám đế không ngừng phát động công kích muốn ngăn cản đế hoàng hành động, nhưng mỗi lần đều bị Sáng Thế Thần cùng A Dơ cho ngăn cản. Nhưng mà bắt đầu thất tinh năng lượng đang từng chút từng chút tiến vào đế hoàng trên người, mà đế hoàng phong ấn lực cũng sắp hoàn thành. Hỗn độn, quý uy, ngăn cản hành động của đế hoàng. Ám đế phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Kỳ lập đế nạp, mạc lộ kỳ, đế nha Luca, lại đây hiệp trợ đế hoàng. A nhĩ dơ us nói. Tuân mệnh. Kỳ lập đế nạp cùng không gian chi thần, thời gian chi thần bắt đầu hiệp trợ. Đế hoàng, rốt cục hoàn thành lục đại giới vương cùng thiên sứ đều rất cao hứng tốt ám đế ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thống trị toàn vũ trụ phong ấn lực phong ấn lực vừa phát ra ám đế muốn trốn cũng trốn không thoát hắn bị đế hoàng cho phong ấn nhưng mà đế hoàng thiên sứ cùng với lục đại giới vương cũng đều theo phong ấn ám đế mười vạn hắc ám binh lính đều đã toàn bộ tử vong mà hỗn độn thì mang theo quý uy cùng đại tráng chạy trốn tới thần kỳ bảo bối thế giới bất quá cũng bởi vì cái này hỗn độn xông vào làm cho năng lực của nó đánh mất chính thành hiện tại liền ngay cả phun hỏa long đều có thể dễ dàng giải quyết hỗn độn đã không có cách nào cứu ra bị phong ấn ám đế giải quyết trận này to lớn chiến tranh vũ trụ chi điện cùng với sáu đại thế giới đều không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào bên trong liền ngay cả sáng thế thần cùng aju đều bất lực chỉ có chính tại nhân loại thế giới sinh hoạt hoàng tử mới có thể giải trừ cái này cách ly không gian nhân loại thế giới Hoàng tử cùng với những thái tử khác xuyên qua nhân quả. Wow! thì ra đây là ngày thiên cẩu thực trong truyền thuyết a à, nhân loại đều cảm thán nói kỳ thật đây là đế hoàng sử dụng phong ấn lực tạo thành nhân loại thế giới nhân loại cũng không biết. Sau khi chuyện này kết thúc, sáng thế thần tiếp tục chiếu cố hoàng tử và các thái tử khác. Zeus thì ở thế giới pokemon chuẩn bị cho hoàng tử. Cứ như vậy, rất nhanh liền đi qua mười mấy năm, mà cũng chính là lúc này. Hỗn động lực lượng dần dần khôi phục, ám đế giải trừ phong ấn ngày sắp tới, vũ trụ lại sẽ dẫm vào lần thứ hai lớn trong chiến tranh. Mà hoàng tử bọn họ tiến vào đến thế giới thần kỳ bảo bối thời cơ đã thành thục, sáng thế thần bắt đầu trợ giúp hoàng tử bọn họ xuyên qua thế giới thần kỳ bảo bối, hiện tại phát động xuyên qua không gian. Cứ như vậy, nhân vật chính của chúng ta, Trần Bân cũng chính là tiểu trí, đồng thời cũng là hành trình của hoàng tử trong thế giới bảo bối thần kỳ bắt đầu chờ đợi hắn chính là một trọng đại trách nhiệm. Bước thứ hai, hãy chi thần cùng ba con mộng ảo chi Pokemon. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 03 Thủy đều thủ hộ thần, Latio cùng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Bộ 4 xuyên qua thời không gặp nhau bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương 1 mới tới pokemon thế giới tu bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương không hai thu phục dratini tu bạn đang nghe tại truyện chấm audio một ngày nọ Cô Di đến bờ sông và thả Pikachu ra. Ra đây, Pikachu. Ngay khi Pikachu ra ngoài, Pikachu đã trực tiếp gây sốc cho Chi vì Pikachu tức giận và không muốn ở trong một không gian nhỏ như Pokemon Buồn. Pikachu, cậu không muốn ở trong Pokemon Ball, phải không? Cô Di hỏi và Pikachu gật đầu. Như vậy đi, ngươi bây giờ là của ta Pokemon, đương nhiên cũng là đồng bọn của ta. Ngươi không muốn đợi ở Pokemon cầu bên trong thì đừng đợi ngươi ngay tại bên cạnh ta cùng đi mạo hiểm đi vậy chúng ta bây giờ là bằng hữu sao pikachu tự hỏi nhân loại này vừa rồi bị ta dùng điện giật công kích chẳng những không có trách tội ta còn chịu để cho ta đợi ở bên ngoài hơn nữa còn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu bị tạp bị tạp khâu bị tạp khâu vui vẻ đem bàn tay nhỏ bé kia đặt ở trong tay tiểu trí kêu lên điều này chứng tỏ bị tạp khâu tán thành tiểu trí đường không qua bị tạp khâu nó còn không hoàn toàn tin tưởng tiểu trí, nhưng tiểu trí nghĩ chỉ cần trải qua cố gắng của hắn, bị tạp khâu nhất định sẽ tin tưởng hắn. Tiểu trí mỉm cười vuốt ve đầu nhỏ của bị tạp khâu, bị tạp khâu cũng rất hưởng thụ sự vuốt ve của tiểu trí. Tốt lắm, Pikachu, chúng ta câu cá ở bờ sông này đi, ta nhất định sẽ không thua tiểu mậu. Nói xong tiểu trí liền ở bờ sông câu được cá. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tiểu trí luôn câu được lý ngư vương, cho nên tiểu trí bất đắc dĩ đành phải thả những lý ngư vương kia xuống sông đang lúc tiểu trí cảm thấy thất vọng thời điểm đột nhiên tiểu trí trong tay cần câu lại kịch liệt giật giật lúc đầu tiểu trí cho rằng vẫn là lý ngư vương nhưng khi tiểu trí dùng sức kéo lên thời điểm giờ khắc này tiểu trí sợ ngay người tiểu trí kinh ngạc kêu lên nơi này sao lại có cá voi rống ở khu vực phương duyên chứ? mặc kệ thu phục nó trước rồi nói sau pikachu dùng điện giật vào cá voi rống Tiểu trí bắt đầu công kích. Pika Khâu Pikachu nhảy dựng lên dùng điện giật đối với cá voi gầm rú, nhưng bị cá voi gầm rú lợi dụng điện quang né tránh điện giật. Pikachu, đuổi theo nó. Pikachu lợi dụng điện quang lóe lên đuổi kịp cá voi rống, bất quá lại bị cá voi rống dùng súng bắn trúng. Pikachu, dùng điện giật lên mặt nước. CLG nhớ ra rằng nước có thể dẫn điện. Vì vậy... Pikachu một lần nữa nhảy lên và gây sốc điện vào hồ, và con cá voi gầm rú bị điện giật trực tiếp, với hiệu quả đáng kể. Tốt, Pikachu, lại một lần nữa sử dụng điện giật. Tiểu trí tự tin nói. Đang lúc tiểu trí cảm thấy vui vẻ, hành động của cá voi rống lại làm cho tiểu trí lại một lần nữa cảm thấy thất vọng cùng kinh hỉ. chỉ thấy cá voi rống nhảy lên bờ, trực tiếp cho bị tạp khâu một cái va chạm. Không phải chứ, con cá voi rống này thoát ly mặt nước còn có thể công kích được nhất định phải thu phục ngươi lúc này tiểu trí càng muốn thu phục con cá voi rống trước mặt pikachu điện quang chợt lóe pikachu lợi dụng điện quang lóe lên rất nhanh hướng về cá voi rống vọt tới cá voi rống cũng hướng về pikachu phương hướng vọt tới bất quá ngươi trúng kế rồi pikachu vọt tới bên cạnh cá voi rống sử dụng điện giật tiểu trí đột nhiên nói như vậy Cá voi trống lại một lần nữa bị điện giật đánh trúng, bị trọng thương, chỉ có điều Pikachu vẫn bị cá voi trống sử dụng va chạm đánh trúng, cũng bị không ít thương tích. Ghê tởm, như vậy khó đối phó, đẳng cấp khác biệt quá lớn, xem ra chỉ có thể như vậy, Pikachu, hướng bầu trời sử dụng điện giật, sau đó đem lôi dẫn đến trên người. Tiểu trí nắm chặt nắm đắm nói. Tuy rằng bị tạp khâu không biết suy nghĩ của tiểu trí, nhưng nó vẫn dựa theo chỉ thị của tiểu trí, hướng lên bầu trời sử dụng điện giật, sau khi điện giật đánh trúng không trung, trong nháy mắt khiến cho sấm sét, sau đó thành công dẫn tới trên người bị tạp khâu, bị tạp khâu bị sét đánh mạnh mẽ, thống khổ kiên trì. Mà bên cạnh hống hống kình, lại đang chuẩn bị phá hư tử quan. Tốt, Pikachu, dùng điện giật mạnh nhất. Tiểu trí hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Pikachu Pikachu gây ra cú sốc mạnh nhất. Bị tạp khâu dùng điện giật mạnh nhất đối với cá voi rống, mà cá voi rống cũng dùng tử quan phá hư đối với bị tạp khâu. Đáng giận, lại có thể phá hư tử quan, Pikachu, đi thôi. Tiểu trí hạ quyết tâm. Phá hư tử quan cùng điện kích mạnh nhất kịch liệt va chạm, trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh, khói thuốc nồng đậm tản đi, chỉ thấy cá voi gầm rú nằm trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu. Đi đi, thần kỳ bảo bối cầu tiểu trí nhắm ngay cá voi rống ném ra thần kỳ bảo bối cầu. Sau khi cầu bảo bối thần kỳ đụng tới cá voi rống, cá voi rống hóa thành một đạo hào quang màu đỏ được trang bị vào trong bóng, sau đó rơi xuống mặt đất kịch liệt lắc lư, tiểu trí thì đang gắt gao túng lấy song quyền, chờ kết quả. Cuối cùng, Pokemon bồn cuối cùng cũng im lặng khi nghe tiếng diên. Tiểu trí đi tới nhặt lên quả cầu bảo bối thần kỳ, vui vẻ lớn tiếng nói. Ta thu phục được cá voi rống rồi hơn nữa tiểu trí còn bày ra tư thế chiêu bài riêng của tiểu trí. Bất quá, lúc này tiểu trí cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì tiểu trí trong anime mỗi lần thu phục bảo bối thần kỳ hoặc thắng lợi mới, Pikachu đều sẽ tới cùng nhau chúc mừng, mà lúc này đây, Pikachu cư nhiên không có tới, chẳng lẽ nội dung vở kịch sai rồi. Tiểu trí mang theo nghi vấn nhìn về phía Pikachu, Pikachu. Tiểu trí lo lắng chạy tới ông lấy Pikachu. Pikachu, cậu phải kiên trì tôi sẽ đưa cậu đến chỗ tiến sĩ đại mộc nói xong tiểu trí liền ông pikachu chạy về phía sở nghiên cứu của tiến sĩ đại mộc trên đường đi tiểu trí thấy pikachu càng ngày càng yếu đi sau đó vừa khóc vừa nói với pikachu pikachu làm ơn cậu vào trong pokemon bôn đi nếu không tính mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm pikachu mỉm cười yếu ớt với cô di sau đó lắc đầu yếu ớt tỏ vẻ không muốn pikachu vậy được rồi bất quá ngươi phải đáp ứng ta phải kiên trì chúng ta sắp đến đại mộc tiến sĩ nơi đó ta nhất định sẽ không để cho ngươi rời đi ta tiểu trí bước nhanh hướng đại mộc tiến sĩ trong viện nghiên cứu chạy đến đường phân đoạn tiến sĩ đại mộc tiến sĩ đại mộc tiểu trí hết sức sốt ruột mở cửa tiến sĩ đại mộc lớn tiếng kêu lên là ai vậy đại mộc tiến sĩ đi ra hỏi tiến sĩ đại mộc van cầu anh mau cứu pikachu của tôi tiểu trí khóc nói với tiến sĩ Đại Mộc. Làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy, mau, mau đưa Pikachu đến phòng nghiên cứu của tôi. Tiến sĩ Omi lo lắng nói khi thấy Pikachu bị thương nặng như vậy. Sau 10 phút dài đằng đẵng, tiến sĩ Daiki đi ra nói với tiểu trí. May mà cậu đến sớm, đến muộn một bước, Pikachu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại Pikachu đã không sao. Nhưng mà, sao cậu lại để pikachu bị thương nặng như vậy không phải tôi đã nói với các cậu phải đối xử tốt với pokemon sao đại mộc tiến sĩ không có lỗi sự tình là như vậy vì vậy tiểu trí liền đem toàn bộ quá trình thu phục cá voi rống của hắn nói cho đại mộc tiến sĩ được rồi ngươi cũng đừng trách cứ chính mình về sau ngàn vạn lần không thể để cho chính mình thần kỳ bảo bối bị nặng như vậy thương là được biết chưa ân ừ, ta biết rồi Tiểu trí nói xong lau khô nước mắt liền đi bồi Pikachu, Pikachu ngủ một giấc sau, quả nhiên không có việc gì, điều này làm cho tiểu trí phi thường vui vẻ. Tiếp theo, Tomoi và Pikachu chào tạm biệt tiến sĩ Otuki và một lần nữa đến bờ sông. Hống hống kình, đi ra đi. Tiểu trí thả ra hống hống kình, hống hống kình, chúng ta bây giờ là đồng bọn, tiếp theo chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Hống hống. Hống hống kình kêu to một tiếng đột nhiên một con rồng nhỏ xuất hiện trước mặt di là mê nhĩ long tốt mê nhĩ long ta muốn thu phục ngươi bị tạp khâu sử dụng điện kích tiểu trí nhìn thấy bảo bối thần kỳ hiếm có như vậy trước tiên khẳng định chính là thu phục thế nhưng pikachu cũng không có dùng điện giật đối với con rồng mini mà là đang chơi đùa với con rồng mini tiểu trí thấy con rồng mini đáng yêu như vậy hơn nữa cùng pikachu chơi vui vẻ như vậy liền không có ý định thu phục nó Mini Dragon, cái này có một chút thức ăn, tới ăn đi. Mini Dragon thấy Tiểu Trí lấy ra Pokemon thức ăn, không hề sợ hãi tới gần Tiểu Trí bên người đi ăn Tiểu Trí trong tay đồ ăn, cứ như vậy Tiểu Trí cùng Mini Dragon cùng một chỗ chơi rất vui vẻ. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, bất tri bất giác một buổi sáng trôi qua. Được rồi, Mini Dragon, chúng ta phải trở về, ngươi mau đến bên cạnh cha mẹ ngươi đi, phải cẩn thận nha tiểu trí nói xong liền chuẩn bị cùng pikachu trở về mê mini dragon không nở vọt tới trong lòng tiểu trí đối với tiểu trí sử dụng ngứa ngáy ha 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 mê nhĩ long đừng náo loạn ta nên đi tiểu trí cười to nói đúng lúc này mê nhĩ long cư nhiên dùng đầu đụng vào một quả cầu bảo bối không thần kỳ giữa thắt lưng tiểu trí chỉ chốc lát sau mê nhĩ long cứ như vậy bị tiểu trí thu phục điều này làm cho tiểu trí có chút kinh ngạc nhưng vẫn khôi phục, được, ta thu phục mê nhĩ long. Pikachu cũng đến ăn mừng, sau đó Chi và Pikachu đi về nhà Chi và chuẩn bị ăn trưa. Khoái long, xa xa một con khoái long kêu lên, mà khoái long bên người là một vị thần bí người, mà hắn vẫn luôn chú ý tiểu trí nhất cử nhất động. Khoái long, đừng lo lắng, nữ nhi của ngươi không có việc gì, không bằng như vậy đi, ta thấy tiểu hài tử này rất có thiên phú, ngày mai ta sẽ thu hắn làm đồ đệ của ta, như vậy ngươi sẽ không lo lắng hơn nữa ta lại có một vị đồ nhi tốt chẳng phải là chuyện tốt sao thần bí nhân an ủi khoái long được rồi chúng ta đi chuẩn bị một chút đi người thần bí nói xong khoái long liền chở người thần bí rời đi tiểu trí bên này thành công thu phục cá voi rống cùng rồng mini hơn nữa cùng bị tạp khâu làm sâu sắc tình hữu nghị bị tạp khâu cũng tin tưởng tiểu trí còn có vị thần bí nhân kia rốt cuộc là ai đây hãy theo dõi chương tiếp theo chương không ba trứng phu hóa thu phục chớp lóe sóng sóng tu bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau buổi trưa cô di và pikachu lại đi sâu vào khu rừng này khu rừng này đề cập đến con sông mà chương trước nói đến nằm sâu trong rừng thời gian mười bốn chấm ba không lời bài hát a river in theo út thời tiết curly tiểu trí thả ra hống hống kình cùng mini dragon hống hống kình người muốn huấn luyện tại trong thời gian ngắn sử dụng phá hư tử quan, hơn nữa còn muốn huấn luyện mỗi lần sử dụng xong phá hư tử quan sau dùng sức nhảy về phía sau tranh thủ đem phá hư tử quan tác dụng phụ cho khắc phục mà pikachu ngươi liền muốn huấn luyện gia tăng ngươi điện giật tranh thủ học được 10 vạn vô mini long muốn học được bảo tuyết được rồi có lòng tin không hu 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 đi huấn luyện đi. Mà tiểu trí cũng không có đang lười biếng, hắn đang suy nghĩ Pikachu chúng nó kế tiếp huấn luyện. 15 phút sau. Tốt lắm, Pikachu, hống hống kình, mê nhĩ lông, nghỉ ngơi một chút đi, tin tưởng các ngươi đều đói bụng, dù sao huấn luyện hao phí thể lực như vậy, mau tới bổ sung một chút thể lực đi. Tiểu trí nhặt một ít hoa quả sau khi trở về nói. Ra, Pika Pika, Fancy, Pikachu chạy đến, trong khi cá voi roa và những con rồng nhỏ bơi qua. Pikachu chúng nó đều đang hưởng thụ những loại trái cây mỹ vị này, mà Tiểu Trí thì rất vui vẻ đang nhìn chúng nó. Đột nhiên, quả trứng bảo bối thần kỳ mà tiến sĩ Đại Mộc đưa cho Tiểu Trí phát ra ánh sáng màu hồng phấn, vì thế Tiểu Trí vội vàng đem quả trứng bảo bối thần kỳ nhẹ nhàng lấy ra hơn nữa đặt trên mặt đất, chờ Pokemon ấp trứng. Ánh sáng màu hồng phấn càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt bọn tiểu trí đều không thể không che hai mắt của mình chờ ánh sáng màu hồng phấn biến mất bọn tiểu trí đều buông hai tay xuống chỉ thấy một bảo bối thần kỳ toàn thân màu hồng phấn có một cái đuôi thật dài xuất hiện trước mặt bọn tiểu trí lúc này chờ sau khi tiểu trí thấy rõ ràng hắn kinh ngạc mộng mộng ảo tiểu trí kinh ngạc kêu lên mộng ảo lần đầu tiên nhìn thấy tiểu trí đã rất vui vẻ kêu lên và ném vào trong lòng tiểu trí thật tốt quá không nghĩ tới con này thần kỳ bảo bối trứng cư nhiên là trong truyền thuyết mộng ảo ta quá may mắn ha 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 lúc này tiểu trí thoạt nhìn rất ngốc không đợi tiểu trí khôi phục bình thường một con thần kỳ bảo bối liền cùng mê nhĩ long đánh nhau chờ tiểu trí nhìn về phía thần kỳ bảo bối kia hắn quả thực chính là muốn nổi điên a à. quả trứng thần bảo bối mà tiến sĩ đai ki tặng cho tôi là thần thú mộng ảo mà hiện tại xuất hiện trước mặt tôi lại là thiểm thỉm ba nên nói tôi may mắn chứ, hay là nói tôi có phúc khí đây. Tiểu Trí cao hứng thiếu chút nữa nhảy xuống sông, được, ba ba, tôi muốn thu phục cậu, Mê Nhĩ Long, điện giật. Mê Nhĩ Long sau khi nghe được mệnh lệnh của Tiểu Trí, lập tức sử dụng điện kích, điện kích thành công đánh trúng ba ba, ba ba bị thương tổn rất nặng, mà ba ba cũng không cam lòng yếu thế, cũng cho Mê Nhĩ Long một cái va chạm. Mini Dragon, cho nó một đòn mạnh nhất, Blizzard di lại để Mini Dragon tấn công. Mini Dragon cũng rất nhanh chóng sử dụng bão tuyết, bão tuyết thành công đánh trúng ba ba, ba ba bị trọng thương, mà may mắn chính là, ba ba bị bão tuyết cho đông cứng lại. Đi thôi, Pokemon Bone. Tiểu trí ném ra Pokemon Bone. Thần kỳ bão bối cầu đụng tới sóng đang đông lạnh, sóng biến thành một đạo hồng quang tiến vào trong thần kỳ bão bối cầu, thần kỳ bão bối cầu kịch liệt lắc lư, cuối cùng rốt cục đình chỉ lắc lư ta thu phục sóng phát sáng. Tiểu trí chạy tới nhặt lên quả cầu bảo bối thần kỳ có sóng phát sáng vừa lớn tiếng nói. Pika, Pikachu. Pikachu cũng đến chúc mừng. Mê Mini Dragon cũng cao hứng kêu lên. Ra đây đi, ba ba. Tiểu trí thả ba ba ra. Sau khi sóng được thả ra, tiểu trí liền cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể sóng một chút, phát hiện thể tích sóng lớn gấp đôi sóng bình thường điều này làm cho tiểu trí lại cao hứng một hồi tốt lắm cá voi gầm rú ngươi cùng mini dragon đối chiến ba ba ngươi cùng pikachu đối chiến còn mộng ảo ngươi vừa sinh ra còn nhỏ cũng không cần huấn luyện ngươi ở bên cạnh ta là được tốt lắm bắt đầu huấn luyện huấn luyện bắt đầu chỉ thấy cá voi rống cùng rồng mini không nhường ai cá voi rống đối với rồng mini sử dụng súng phun nước mà rồng mini tránh né súng phun nước của cá voi rống sau đó lại sử dụng điện giật, cá voi rống bị bắn trúng, bất quá cá voi rống cũng không cam lòng yếu thế, lại đánh nhau. Còn ba ba thì sao, thấy ba ba xuất ra cơn bão dữ dội đối với bị tạp khâu, bị tạp khâu lợi dụng điện quan né tránh cơn bão dữ dội, trực tiếp cho ba ba một cú điện giật, hiệu quả tăng vọt. Bất quá ba ba cư nhiên chịu đựng đau đớn xuất yến hồi đối với bị tạp khâu, bị tạp khâu cũng bị chút thương hại, chúng nó chiến đấu đều rất kịch liệt rất nhanh đã đến buổi chiều pikachu chúng nó cũng huấn luyện xong sau đó tiểu trí bọn họ ở tại chỗ nghỉ ngơi một hồi về sau liền hướng về trong nhà xuất phát bất quá tiểu trí trước mắt còn không có thu thập đủ sáu con thần kỳ bảo bối hắn hiện tại chỉ có năm con bất quá bằng cá tính tiểu trí hắn nhất định sẽ không dễ dàng nhận thua trên đường về nhà tiểu trí loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau tiểu trí tò mò đi tới nhìn lại là một con rắn A bách phát dục rất tốt cùng một con chim bỉ bỉ phát dục cũng không tệ đang chiến đấu, tiểu trí không biết nguyên nhân chúng nó đánh nhau, có thể là vì tranh đoạt địa bàn đi. Chỉ thấy bỉ bỉ điểu xuất cánh công kích đối với A bách xa, mà A bách xa thì xuất động đất né tránh công kích của bỉ bỉ điểu. Bỉ bỉ điểu bởi vì không biết A bách rốt cuộc sẽ đi ra từ nơi nào mà hoảng hốt xoay quanh trên không trung, lúc này, A bách xa từ phía sau bỉ bỉ điểu nhảy ra đuôi của mình đối với bỉ bỉ điểu chính là một đòn nặng nề là đuôi sắt không ngờ con a bách xà này lại có đuôi sắt thiên phú khẳng định rất tốt tiểu trí nhìn thấy công kích của a bách xà nói kế tiếp tuy rằng bỉ bỉ điểu bị a bách xà đánh trúng nhưng nó vẫn mổ loạn xạ với a bách xà sau khi a bách xà bị đánh trúng cũng bị không ít thương tổn có điều a bách chịu đựng thương tổn bỉ bỉ điểu mang đến cho nó lại một lần nữa sử dụng điện lực cường đại bỉ bỉ điểu bị đánh trúng hiệu quả bạc đạn, lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Con rắn A Bách này còn có thể 10 vạn vôn, xem ra còn rất lợi hại nha. Tiểu trí lại một lần nữa kinh ngạc nói, A Bách xà, ta muốn thu phục ngươi, tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. A Bách xà -sa sau khi nghe tiểu trí nói, lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Ha ha, đừng nóng vội, đến đây, khôi phục thể lực trước rồi khiêu chiến. Tiểu trí nhanh chóng lấy ra một quả quốc xanh đưa cho A Bách xà, a bách xà cũng không khách khí với tiểu trí trực tiếp nuốt một ngụm cuối cùng chờ a bách xà khôi phục thể lực về sau nó cũng rất nhanh chóng bày ra chiến đấu tư thế khí thế hung hăng nhìn tiểu trí ha ha xem ra con rắn a bách này rất hiếu chiến tiểu trí cười nói mê nhĩ lông liền quyết định là ngươi sử dụng điện giật mê hi cô vừa ra đã phóng điện giật vào a bách xà nhưng bị a bách xà né tránh A xà phóng đuôi sắt vào mê. Hi. Cô, mê. Hi. Cô bị trúng mục tiêu. Mê nhĩ lông, chịu đựng thương tổn, sử dụng bảo tuyết với A Bách Sa. Mê nhĩ lông chịu đựng thương tổn sử dụng bảo tuyết với A Bách xà. A Bách bị trúng mục tiêu, chịu không ít thương tổn. Được, dùng điện giật. Con rồng mini dùng điện giật về phía A Bách Sa, nhưng bị A Bách Sa dùng đào hầm tránh được mê nhĩ long cẩn thận phải xem chuẩn thời cơ nó vừa đi ra liền sử dụng bão tuyết tiểu trí nghiêm túc nói mê mini dragon đang chăm chú nhìn mặt đất đúng lúc đó con rắn hổ phách nhảy ra từ phía sau con rồng nhỏ mê nhĩ long ở phía sau sử dụng bạo phong tuyết tiểu trí thấy a bách xà nhảy ra liền nhanh chóng nói mê nhĩ long cũng không chậm trễ nhanh chóng sử dụng bão tuyết với a bách xà phía sau Abaxa bị bão tuyết trực tiếp đánh trúng, ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu. Mini Dragon, cho nó cú sốc cuối cùng. Một lần nữa, con rắn bị điện giật và mất khả năng chiến đấu. Đi thôi, Pokemon Buông. Tiểu trí ném ra Pokemon Bách Abaxa hóa thành một đạo hồng quang bị thần kỳ bão bối cầu thu vào trong bóng, sau đó thần kỳ bão bối cầu trên mặt đất kịch liệt lay động, cuối cùng nghe được đinh một tiếng thần kỳ bảo bối cầu an tĩnh. em thu phục a bách xa rồi tiểu trí lại bày ra tư thế pika -pik. pikachu cũng đặt một post theo mê con rồng nhỏ cũng ăn mừng theo được rồi cái này sáu con thần kỳ bảo bối tề tựu liền chờ ngày mai đối chiến tiểu mậu ta sẽ không thua bởi ngươi tiểu trí hạ quyết tâm hướng về hắn thế giới này trong nhà đi đến vận may của tiểu trí hết lần này đến lần khác phát sinh đầu tiên là chiếm được thần thú mới nở ra. Mộng ảo, sau đó lại thu phục sóng chớp sáng cùng A Bách Sa. Kế tiếp chính là cháu trai của tiểu trí và tiến sĩ Đại Mộc. Tiểu mậu đối chiến, vận may của tiểu trí còn có thể xảy ra sao? Mời các bạn xem chương tiếp theo. Chương 04 Sơ thắng tiểu mậu, người thần bí xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử mấy dịch khác. Chương 05 Đời thứ nhất Pokemon Đại sư cùng Bái sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi chờ đợi người đàn ông bí ẩn cưỡi rồng đến, tiến sĩ Otuki mỉm cười bước về phía trước. Tử Minh, đã lâu không gặp. Tiến sĩ Đại Mộc cười chào hỏi đối phương. Đúng vậy, Đại Mộc, đã lâu không gặp. Người thần bí vừa ông tiến sĩ Đại Mộc vừa nói. Chờ ông xong, Tiến sĩ Đai Kỳ hỏi. Đúng rồi, tử minh, lâu như vậy cũng không gặp cậu, cậu đang bận rộn cái gì vậy? Gần đây đều bận rộn trong liên minh sự tình đâu, thật sự quá mệt mỏi, này không vừa vặn có rảnh, ta liền trở về cùng ngươi gặp mặt. Ta thấy ngươi không phải tới gặp mặt ta đơn giản như vậy chứ. Đại mộc tiến sĩ rất nhanh liền biết người thần bí kia tới nơi này mục đích, dù sao hai người là bạn tốt nhiều năm. Ha ha, xem ra vẫn không gạt được ngươi, đúng như ngươi nói, ta tới nơi này đúng là có một việc phải làm. Người thần bí kia cũng rất dứt khoát, nói thẳng mục đích lần này hắn tới. Thu lão tiền bối, đã lâu không gặp. Hoa tử cười đi qua nói với người thần bí kia. À, là Hanako à, đã lâu không gặp, mấy năm nay có khỏe không? Cảm ơn thu lão tiền bối quan tâm, tất cả đều mạnh khỏe. Hoa tử mỉm cười nói. Mẹ, vị lão bá bá này là ai vậy, chờ bọn họ đều nói xong tiểu trí mới vẽ mặt nghi vấn hỏi hoa tử ha ha tiểu trí à vị này chính là đại sư bảo bối thần kỳ đời thứ nhất nổi tiếng gần xa akiko akira tiền bối rồi sau khi nghe hoa tử nói tiểu trí không khỏi nghĩ thầm ta tạo không phải chứ ta cương nhiên có thể may mắn nhìn thấy đại sư bảo bối thần kỳ đời thứ nhất lúc này thu tử minh đột nhiên hướng tiểu trí đi tới hỏi Vị tiểu bằng hữu này tên là gì a? À? A, à, ta tên là Tiểu Trí, vãn bối ra mắt tiền bối. Tiểu Trí trầm mê kinh ngạc vội vàng nói. Ha ha, hai tử rất lễ phép. Thu tử Minh vừa cười vừa nói, vậy vị này thì sao? Thu tử Minh quay sang tiểu mậu hỏi. Xin chào tiền bối, tôi tên là Tiểu Mậu, là cháu của tiến sĩ Đại Mộc. Tiểu Mậu hồi đáp. Cái kia, Tử Minh ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tới nơi này là vì chuyện gì đâu đại mộc tiến sĩ sốt ruột hỏi có thể hắn đối với chuyện của thu tử minh cảm thấy hứng thú đi bình thường chuyện của thu tử minh là một ít tư liệu rất quan trọng hoặc là một ít tương đối hiếm có thần kỳ bảo bối cái này có trợ giúp cho tiến sĩ đại mộc nghiên cứu đừng nóng đừng nóng cậu xem đã già như vậy rồi tính tình vẫn như vậy cậu đã nghiên cứu nhiều năm như vậy vẫn tràn đầy tinh lực như vậy Thu Tử Minh thật sự bất đắc dĩ đối với tiến sĩ Đại Mộc nhiệt tình yêu thương. Mục đích hôm nay tôi tới đây là chuẩn bị thu nhận một người bạn nhỏ làm đồ đệ của tôi. A à, Tử Minh, còn có ai có thể làm cho cậu chịu thu đồ đệ chứ? Tiến sĩ Đại Mộc kinh ngạc đến mức mở rộng sự kỳ thị của mình. Ai? Đại Mộc, xem ra trí nhớ của ngươi thật sự không tốt a. À? Lúc trước ta không phải nói chỉ thu ba tên đồ đệ sao? Cũng bởi vì tên thứ ba đồ đệ còn không có tìm được, các nơi huấn luyện sư đều đang tìm kiếm ta. Thỉnh cầu ta thu bọn họ làm đồ đệ, bất quá bọn họ đều không thích hợp yêu cầu của ta, duy chỉ có mấy ngày nay mới để cho ta tìm được người trong lòng ta chọn. Quả thật, Thu Tử Minh đã có hai vị đồ đệ, hai vị đồ đệ của hắn đều rất mạnh, lại là nhân vật cao cấp trong Liên Minh, về phần là ai, phía dưới công bố. Nhưng mà Thu Tử Minh vì sao lúc trước thu hai gã đồ đệ lại không thu đồ đệ? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thu Tử Minh chọn người cũng rất nghiêm khắc hơn nữa hắn cũng không có ý định thu rất nhiều đồ đệ hắn chỉ muốn thu ba người mà thôi vì sao người thứ ba còn chưa có chính là hắn một mực tìm kiếm người thích hợp này không phải ngay tại chân tân trấn nơi này tìm được vị kia chọn người vậy xin hỏi thu tiền bối nói vị kia là ai hoa tử đột nhiên hỏi đúng vậy người được chọn theo như lời cậu chính là ở chỗ chúng tôi tiến sĩ đai ki suy đoán ừ đúng là ở chỗ này theo như lời ta nói vị kia chọn người chính là vị tiểu bằng hữu này tiểu trí hắn chính là đệ tử thứ ba của ta thu tử minh nói xong liền nhìn về phía tiểu trí a à ta tiểu trí kinh ngạc hỏi đúng vậy căn cứ theo quan sát của ta mấy ngày này đối với ngươi ngươi hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta cho nên hôm nay ta tới đây chính là muốn thu ngươi làm đồ đệ của ta thu tử minh hiền lành nói với tiểu trí như vậy có thể làm đồ đệ của lão già này không? nghe thu tiền bối nói xong, tiểu trí ngay ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích. tiểu trí, mau đáp ứng a. À, thu tiền bối thế nhưng là rất lợi hại nha. người có thể làm đồ đệ của hắn là người tam sinh may mắn nha. ân, đồ nhi bái kiến sư phụ. tiểu trí không chút do dự bái sư. đây chính là ngàn năm có một cơ hội tốt a. À. ha ha, mau, mau đứng lên. ngươi đã là đồ đệ của ta chúng ta liền ở chân tân trấn nơi này chúc mừng một chút cũng tốt cho ngươi gặp hai vị sư huynh của ngươi thu tử minh mỉm cười nói cái kia thu tiền bối thật sự có thể sao hoa tử lo lắng nói yên tâm hanako con trai của ngươi quả thật rất phù hợp với yêu cầu của ta ngươi cũng đừng để ý được rồi vậy ta thay tiểu trí cảm ơn thu tiền bối trước hoa tử cảm tạ nói tiểu trí chúc mừng cậu sau này cậu đi theo sư phụ cậu, có tư liệu quan trọng gì thì mau đưa cho tiến sĩ Đại Mộc Nha. Tiến sĩ Đại Mộc nhờ cậy Tiểu Trí. Tiểu Trí, chúc mừng ngươi nha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bị Tiền Bối coi trọng, nhưng ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Tiểu Mậu cũng ở một bên chúc mừng Tiểu Trí, tuy rằng hắn cũng rất muốn trở thành thu tử minh đồ đệ. Tiểu Mậu, ngươi là đứa trẻ ngoan, tiềm lực của ngươi cũng rất tốt, nhưng già già ta chỉ có thể thu một vị đồ đệ. Xin tha thứ cho gia gia thiên vị a. Thu gia gia, làm sao có thể đâu, ta làm sao dám oán giận gia gia đây, kỳ thật ngươi Thu tiểu trí làm đồ đệ, ta cũng rất vui vẻ, tuy rằng chúng ta là kình địch, nhưng chúng ta cũng là huynh đệ a, ta cái này làm ca ca làm sao có thể ghen tị đệ đệ của mình đâu. Ha ha ha, thật không hổ là cháu trai của đại mộc, như vậy đi, ta nơi này có một con mini dragon, liền tặng cho ngươi xem như chúng ta lần đầu gặp mặt lễ vật đi. Tư Tiểu Mậu nhận lấy, cảm ơn Thu gia gia. Tiểu Mậu nhận lấy quả cầu thần kỳ trong tay Thu Tử Minh vui vẻ nói: "Như vậy, Đại Mộc, nhờ ngươi hỗ trợ thông báo cho người trong thôn." Thu Tử Minh nhờ tiến sĩ Đại Mộc: "Yên tâm đi, tôi sẽ đi thông báo." Tiến sĩ Đại Mộc đáp ứng. Đường phân cách. Đường phân cách. Đường phân cách. Bởi vì người trong thôn không nhiều lắm, cho nên buổi chiều hôm đó liền cử hành yến hội chúc mừng. Trong toàn bộ quá trình bái sư, Thu Tử Minh cũng chính là sư phụ của Tiểu Trí, hai vị đồ đệ của hắn cũng đúng hẹn mà đến. Tiểu Mậu, ngươi là đứa nhỏ ngoan, ngươi đã nói ngươi cùng Tiểu Trí là huynh đệ, như vậy, ngươi nguyện ý nhận ta là mẹ nuôi sao? Ừ, mẹ nuôi. Tiểu Mậu ngây ngốc một hồi rồi đồng ý. Ân, ừ, ngoan hài tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tiểu Trí ca ca, hai huynh đệ các ngươi nhất định phải hảo hảo ở chung nha. Con sẽ làm, mẹ nuôi. Tiểu mậu cười rất vui vẻ. Hoa tử, nếu tất cả chúng ta đều vui vẻ như vậy, có muốn chiến đấu một hồi không? Thời gian này không gặp, cũng không biết thực lực của ngươi như thế nào rồi. Thu tử Minh đi tới đối với hoa tử hạ thư khiêu chiến. Được, thu tiền bối, hoa tử liền bêu xấu. Hoa tử cũng không để lại dấu vết, trực tiếp đáp ứng. Như vậy, ta làm trọng tài đi. Đại Mộc tiến sĩ sung phong nhận việc nói. Vậy làm phiền Đại Mộc rồi. Thu Tử Minh nói. Như vậy, Akiko Minh cùng Hanako đối chiến là một VSC1, không có bất kỳ thời gian hạn chế, khi một bên Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, đối chiến coi như kết thúc. Vị thần bí nhân kia lại là đại sư bảo bối thần kỳ đời thứ nhất trong thế giới bảo bối thần kỳ, hơn nữa làm người ta kinh ngạc chính là hắn cư nhiên lựa chọn nhân vật chính của chúng ta. Tiểu trí làm đồ đệ của hắn, vận khí này cũng quá tốt đi. Được rồi, kế tiếp chính là mẹ của Thu Tử Minh và Tiểu Trí. Hoa tử đối chiến, hai bên bọn họ đều phái ra bảo bối thần kỳ như thế nào, mà hoa tử rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu đây? Mời các bạn xem chương tiếp theo. Chương 06 Mới gặp hai vị sư huynh đồng thời nhận được lễ vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio hoa tử, thần kỳ bảo bối của ta chính là nó, khoái long, ra trận đi. Thần kỳ bảo bối của Thu Tử Minh là khoái long. Vậy thì, Aki tiền bối, Pokemon của tôi là Hao đi. Hanako gửi Hao đi. Là đất hồ à, đối với Vu Tử Minh sẽ khó đánh. Tiến sĩ Đại Mộc lo lắng nói. Như vậy, Thu tiền bối, ta công kích trước nha. Hồ địa, sử dụng niệm lực. Hoa tử phát động công kích trước khoái long tránh thoát niệm lực sử dụng phun lửa thu tử minh bình tĩnh phát động công kích hồ địa đối với khoái long xuất ra niệm lực nhưng bị khoái long ngoan cường giải thoát hơn nữa bị phun ra hỏa diễm đánh trúng bị chút thương tổn hồ địa sau khi sử dụng dự báo tương lai thì dùng tinh thần quấy nhiễu khoái long hoa tử tiếp tục công kích khoái long tránh sự quấy nhiễu tinh thần của nó sử dụng ánh sáng đông lạnh thu tử minh chỉ huy Hồ địa cũng giống như lần trước, không có trúng khoái lông, ngược lại bị ánh sáng đông lạnh của khoái lông đánh trúng. Nếu đánh không trúng, vậy chỉ có thể như vậy. Hồ địa, sử dụng thôi miên thuật. Hoa tử bỏ qua công kích trực tiếp. Mau tránh ra. Akio nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Hanako. Đừng để nó chạy thoát, trong nháy mắt di động liên tục sử dụng thuật thôi miên. Hoa tử đuổi sát không thôi. Khoái lông, liên tục tránh đi cho dù biết ý nghĩ của hoa tử thu tử minh cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi hồ địa dụng trong nháy mắt di động đi tới phía sau khoái long sau đó sử dụng thuật thôi miên với khoái long mà khoái long vừa kịp phản ứng liền lập tức tránh đi bất quá tuy rằng khoái long nhiều lần tránh đi nhưng cũng sẽ mệt mỏi sau khi khoái long liên tục tránh đi năm sáu lần cuối cùng vẫn trúng thuật thôi miên nằm trên mặt đất ngủ một giấc cơ hội tốt hồ địa sử dụng tinh thần tăng áp Hanako nắm lấy cơ hội. Lần này là khoái long bị động, mà hồ địa thành chủ động, khoái long không ngừng bị hồ địa kia mãnh liệt công kích. Sau khi khoái long liên tục bị hồ địa công kích bốn lần, rốt cục tỉnh lại. Cơ hội tốt, khoái long, sử dụng nghịch lân. Akiko Minh thấy hồ địa sau khi liên tục công kích trở nên mệt mỏi mà lựa chọn phát động mãnh công. Hồ địa né tránh không kịp bị nghịch lân thành công trúng mục tiêu, sau khi bị nghịch lân thứ ba, bởi vì duy trì không được mà mất đi năng lực chiến đấu. Hồ Địa mất đi năng lực chiến đấu, Khoái Long thắng. Cho nên người thắng là Thu Tử Minh. Tiến sĩ Đại Mộc tuyên bố kết quả. Thu Tiền Bối, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh a, à. Hoa Tử đi tới trước mặt Thu Tử Minh nói. Ha ha, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, lại có thể đem Khoái Long của ta đánh thành như vậy. Nếu không là Hồ Địa của ngươi mệt mỏi, chỉ sợ ta sẽ thua ngươi. Mẹ, không nghĩ tới mẹ lợi hại như vậy à, tiểu trí chạy tới cảm khái nói. Mẹ con bây giờ tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không đủ lợi hại cho ba con nha, tiến sĩ Otuki đi tới nói. Tiểu trí hỏi thăm tin tức của ba cậu, bởi vì từ khi cậu có thể nhớ được, cậu chưa từng gặp ba mình, còn tưởng rằng mình từ nhỏ đã không có ba, vừa nghe tiến sĩ Đại Mộc nói như vậy, hứng thú của tiểu trí liền tăng lên. Bố cháu đang tu luyện ở một nơi nào đó trên thế giới này, bác sĩ Omi trả lời câu hỏi của Tomo. Nếu hắn đang tu hành, tại sao mấy năm nay đều không có trở về nhà a? À? Tiểu Trí tiếp tục truy vấn. Cái này? Tiến sĩ Daiki dường như đang che giấu điều gì đó. Ba của ngươi bởi vì mấy năm nay có rất nhiều chuyện phải làm, tạm thời không thể trở về, đợi đến khi ngươi trở thành thần kỳ bảo bối đại sư về sau, ba của ngươi tự nhiên sẽ trở về. Nhưng mà tiểu trí định tiếp tục truy hỏi tiểu trí đến đây nếu con còn một tháng nữa mới đi du lịch vậy một tháng này con hãy cùng sư phụ ta huấn luyện đi à hiểu rồi sư phụ tiểu trí thấy hỏi không ra cái gì mà sư phụ của mình cùng với tiến sĩ đại mộc bọn họ đều cố ý giấu giếm đành phải lựa chọn ngừng hỏi chờ sau này tiểu trí tự mình đi điều tra rõ ràng như vậy đại mộc hoa tử chúng ta cáo lui trước thu tử minh nói vâng bác sĩ đai ki nói tiểu trí con theo sư phụ đi tu hành ngàn vạn lần không được gây họa cho sư phụ nhà còn nữa nhớ rõ mỗi sáng sớm phải rời giường đúng giờ sớm muộn đánh răng hoa tử lúc tiểu trí rời đi vẫn dặn dò tiểu trí Ừm, mẹ con sẽ nhớ vậy con đi đây tiểu trí gật đầu nói vâng hanako nói trong một gian phòng ở sâu trong rừng rậm tiểu trí Tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng ngươi là đồ đệ của ta, sau này tu hành có thể sẽ rất vất vả, ta không hy vọng đồ đệ của ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Yên tâm đi, sư phụ, Đồ Nhi sẽ không để ngài hy vọng. Tiểu Trí hứa hẹn. Ừ, rất tốt, vậy sư phụ liền tặng ngươi một lễ vật làm lễ vật sư phụ cho ngươi bái sư đi. Thu Tử Minh nói lấy từ trên người ra một cái thần kỳ bảo bối cầu đưa cho Tiểu Trí, nói: Đây là một con ác mộng thần là ta cái kia ác mộng thần bảo bảo nó vừa mới sinh ra vài ngày mà thôi cho nên ngươi cần phải hảo hảo bồi dưỡng nó như vậy ngươi liền có được đệ nhất thần thú cám ơn sư phụ ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nó tiểu trí vui vẻ tiếp nhận thần kỳ bảo bối cầu trong tay thu tử minh sau đó ngượng ngùng nói nhưng mà sư phụ ác mộng thần kỳ thật là thần thú thứ hai của ta ta còn có một thần thú nó cũng mới sinh ra vài ngày mà thôi đi ra đi, mộng huyễn. Tiểu trí lấy ra Pokemon cầu thả ra mộng huyễn. Mộng, mộng huyễn nhìn thấy tiểu trí sau vui vẻ đối với tiểu trí kêu lên. Thu tử minh sau khi nhìn thấy mộng ảo, nói với tiểu trí. Tiểu trí à, không nghĩ tới ngươi còn có thể có mộng ảo, hơn nữa có thể làm cho nó nghe lời ngươi, không sai sao. Ngươi so với hai vị sư huynh kia còn có tiền đồ hơn, hiện tại ngươi đã có hai thần thú, cần phải hảo hảo bồi dưỡng chúng nó mới được. Ừ, ta sẽ. Tiểu trí cười nói. Ngay khi tiểu trí đang nói chuyện với sư phụ của mình, đột nhiên có hai người trưởng thành cưỡi rồng bay tới, chờ sau khi họ đến trước mặt tiểu trí và Akio Akio. Tứ thiên vương. Độ. Tiểu trí đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ha ha, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy a, à, độ có chút tự kỷ, ngươi. Chính là vị đồ đệ mới mà sư phụ nói phải không? Ừm, ta là, xin hỏi ngươi là tiểu trí nghi ngờ hỏi ngươi cũng là đồ đệ của sư phụ sao ân ừ, không sai ta chính là nhị sư huynh của ngươi ta gọi là độ mà vị kia cường tráng soái ca chính là đại sư huynh của ngươi hồng độ hồng độ độ các ngươi tới rồi thu tử minh vừa cười vừa nói vâng sư phụ hồng độ và độ đồng thời đáp ân ừ, tốt đến mau tới gặp tiểu sư đệ của các ngươi đi thu tử minh nói xong liền nhìn về phía tiểu trí đại sư huynh nhị sư huynh chào các vị lần đầu gặp mặt ta là tiểu trí tiểu trí thập phần lễ phép ân cần thăm hỏi ân rất lễ phép đến đại sư huynh bởi vì tới vội vàng không mang cái gì đồ vật lại đây ta nơi này có một cái đại sư cầu liền tặng cho ngươi làm đại sư huynh cho lễ vật hồng độ sau đó đem đại sư cầu đưa cho tiểu trí nếu đại sư huynh đều có lễ vật cho ngươi, ta cái này nhị sư huynh đương nhiên cũng không thể keo kiệt, đến, trong này là một con bảo bối long, nó thiên phú nhưng là rất mạnh, nhị sư huynh liền đem nó tặng cho ngươi. Đồ cũng lấy ra một cái trang bị bảo bối long thần kỳ cầu đưa cho tiểu trí. Cảm ơn đại sư huynh, cảm ơn nhị sư huynh. Tiểu Trí vui vẻ nói. Tiểu Trí vui vẻ như vậy thứ yếu là nhận được lễ vật quý giá như vậy chủ yếu vẫn là hồng độ hòa độ lừng lẫy nổi danh lại là sư huynh của hắn, điều này làm cho tiểu trí quả thực không nên nói thế nào cho phải, từ khi xuyên việt tới thế giới bảo bối thần kỳ, vận may không thể tưởng tượng nổi gì đều dán lâm trên người tiểu trí, giống như hết thảy đã an bài tốt. Được rồi, hồng độ, độ, các ngươi dẫn sư đệ của các ngươi huấn luyện trước đi, ta ở bên cạnh xem. Thu tử minh muốn cho hồng độ và độ tiên dạy tiểu trí một ít tri thức chiến đấu. Cứ như vậy, tiểu trí liền bắt đầu một tháng gian khổ tu hành viện nghiên cứu tiến sĩ đại mộc đại mộc tiến sĩ thiếu chút nữa đã bị ngươi cho hù chết ngàn vạn lần không thể để cho tiểu trí biết chuyện của ba nó à ha ha xin lỗi hoa tử lần này có chút nóng vội yên tâm đi tôi sẽ không để tiểu trí biết chuyện của ba nó đâu tiến sĩ đại mộc thề trước mặt hoa tử hai hanako lặng lẽ nói sau khi thở dài si ao hy vọng cậu có thể sớm gặp lại cha mình. Tiểu trí bái sư thành công, hiện tại lại biết được hai vị hồng độ và độ lừng lẫy nổi danh đều là sư huynh của hắn, đây có thể nói thật là nghịch thiên, mà hiện tại tu hành của hắn cũng chính thức bắt đầu, hắn sẽ gặp phải chuyện gì trong tu hành đây? Mà ba tiểu trí rốt cuộc đang ở nơi nào, mẹ tiểu trí vì sao phải giấu giếm chuyện này? Mời các bạn xem chương tiếp theo.